Xin chào các bạn. Trước mắt chúng ta đây là những cây tràm mọc trên một vùng ngập nước. Tràm thường trồng ở những vùng ngập nước như thế này và những vùng ngập nước mặn hoặc là nước ngọt đều có thể trồng được tràm. Chúng ta biết tới tràm như là những cây mà cây gỗ rất là chắc, dùng để là đóng cừ làm nhà. Mà các bạn cũng nên biết rằng là cây tràm cũng có tác dụng là hỗ trợ rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Lá tràm nha các bạn, cái lá tràm á là trong cái lá nó có cái tinh dầu, là có thể là dùng phơi khô hãm lấy nước uống như là một cái liệu pháp hỗ trợ trừ ho nè, cảm lạnh nè. Ngoài ra là trong cái người ta chiết xuất ra lấy tinh dầu tràm á để làm những bài thuốc mà là tinh dầu để hỗ trợ tê chữa tê thấp nè, đau nhức nè. Ngoài ra là khi mà mình y học cổ truyền nhân gian á, mỗi khi mà cảm lạnh hay là bị hàn hay là bị sắp bị bệnh sốt gì đó, người ta hay dùng trong cái thành phần đồ sông của dân gian mình á, hay có thành phần là lá tràm. Bởi vì trong lá tràm nó có tinh dầu này nó có tác dụng là giải cảm nè, kháng khuẩn nè, trừ ho nè, rất là tốt cho sức khỏe. Đây là một nơi rất là nhiều tràm. Phần chia sẻ hôm nay của mình ở đây, đến đây xin dừng lại. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé.